Rồi, chào cả nhà nha. Hôm nay mình nhận con này như Realme 6i nha. Đi câu cá này cả nhà. Mùa mưa đi câu cá rất vô nước nha. Máy thì bây giờ lên nhưng mà liệt hết rồi cả nhà. Đứng im hết rồi. Nước vô còn đọng nước ra luôn. Đó. Liệt hết rồi. Bấm trả được rồi nữa. Để mình tháo ra coi thử nha nha. Nó bị gì nha. Quá trời nước rồi nha. Mình vệ sinh sạch hết nha cả nhà, nước nó vô là nó rất là ẩm nha. Phải sấy khô hết. Đó, khô rang hết rồi. Tiến hành xử lý mấy cái chỗ này. Sấy khô hết. Camera trước nó nước nó vô nó ẩm này cả nhà thấy không? Đó. Ẩm hết toàn bộ luôn. Mình phải tháo ra luôn rồi nha. Tháo men ra luôn nha. Nếu mà vô nước cả nhà đi sấy sớm á thì nó sẽ đỡ reset nha, còn nếu để lâu quá là mạch nó sẽ reset hết. Nhất là nước mưa. Nhưng mưa nó đi xét nặng thì cái máy này nó sẽ đứt mạch và cả nhà xài nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Đây, nước quá nhiều luôn cả nhà thấy không? Ẩm ướt kinh khủng khiếp. Cái này mình phải tiến hành phơi nắng. Tiến hành phơi nắng chắc phải tầm 1 tiếng nữa mới ráp lại nha cả nhà. Để mình đi phơi nắng coi. Này nó ẩm ướt là rất là nhiều. Phơi nắng là tí mình quay tiếp cả nhà xem tiếp nha. Rồi, sau khi mình đã phơi nắng tầm nửa tiếng rồi cả nhà thì nó cũng đã khô hết rồi này. Mấy cái hơi nước á nó bốc ra nó là khô rất là kỹ từ bên ngoài tới bên trong. Thì mình tiến hành ráp lại thôi nha. Ui, ok anh em. Bị vô nước nha, nó sẽ ảnh hưởng liệt màn hình. Chứ không phải là hư cảm ứng màn hình nha. Này mình xoáy xem là ok nè. Thấy cảm sẽ rất là mượt rồi đó. Ok, thế giờ thì mình tiến hành mình ráp lại nha cả nhà. Nút nguồn là có vẻ bị liệt cả nha. Mình phải xử lý luôn cái nút nguồn này mới được. Mình dùng chuông báo nha. Có vô cái là lên luôn. Sau khi mình tiến hành kiểm tra kỹ mạch và cái nút nguồn á thì mình đã phát hiện ra là cái nút nguồn này nó lúc được lúc không nha cả nhà. Nó chạm bên trong luôn. Rồi mình tiến hành mình tháo lớp đồng của cái nút nguồn ra luôn.
mà mình vệ sinh sạch cái nút nguồn này nha. Thì đây nè, đây là mấy cái lá đồng bên trong nút nguồn này là nó bị oxy hóa này. Đây này cái nút tiếp xúc nè, oxy hóa rất là nặng nha. Mình sẽ làm sạch hết và mình ráp lại thì sẽ xử lý được cái căn bệnh này nha. Căn bệnh vô nước thì nói chung là nó nhiễm rất là nhiều, và đây là một trong những cái bệnh làm cho cái máy nó bị liệt đơ cảm ứng và nó không có bấm được nút nguồn, bỏ vô máy tự khởi động các kiểu, thì ảnh hưởng là từ cái nút này. Tiến hành mình ráp lại nha. Ráp 3 miếng vô mới được rồi nha. Ok, mình đã hoàn thiện nha nha, và đã dán keo luôn rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành thử lại coi. Ok nha anh em, nó đã lên rồi nè. Ok, sau khi máy đã lên, test lại nút nguồn coi. Ok nha anh em, chính xác là nút nguồn rồi luôn nha. Tiến hành thì giờ mình ráp lại thôi. Như vậy là nó xác định là vô nước, bị liệt cảm ứng, là do cái men bị ấm và cái nút nguồn bị đơ. Bó vô cái máy là nó tự động, nó khởi động nguồn luôn anh em, thì nó bị liệt cái nút nguồn nữa. Thì mình đã xử lý xong đây cả nha. Đó, giờ bấm rất là ok nha. Giờ bắt ốc qua là xong rồi. Máy này của bà chị ở gần nhà, chồng bà đi câu cá bị rớt nước nha cả nhà. À, xử lý xong, tí nữa khách ra mình lại giao cho khách. Tiếp tục là một con clip nữa là con máy này, đó là khách đang chạy xe và rớt bể nát luôn, nhờ mình phục hồi lại con này. Con này bể hấp thay luôn màn này, vỏ cong này, bể rất là nặng, cắm sạc chỉ có rung không báo gì luôn. Hẹn cả nhà clip tiếp theo, hẹn cách phục hồi con Vivo. Và clip này xử lý con máy rớt nước mùa mưa thì đến đây xin tạm dừng. Cả nhà clip thấy hay thì nhớ đăng ký kênh nha để đón xem clip mới. Chào cả nhà.